mới gặp nhau. Mày thích bò trước bao đồng à? Mày lên! Cô gái ấy là ai? Đúng là khiến người ta cảm thấy tò mò và phải bận tâm mà. Có chuyện gì à? Xe của sếp chuẩn bị xong rồi ạ. Thì thôi, cô về trước đi. Lát nữa tôi lấy xe, tôi tự về sau. Vâng ạ, em xin phép. Alo? Sao? Sao cô không gọi sớm? Giờ sếp Trung về rồi. Thôi được rồi, đằng nào tôi cũng đi qua gần nhà sếp Trung. Tôi có đấy xin chữ ký luôn vậy. Chắc phải một lúc nữa anh mới về. Cô em à, làm cái gì là làm cái gì làm cái gì bỏ à, đây sao lại bỏ ra em. Hai tên không khó để xử lý. Đấy cô em đi bỏ đâu đấy ra. Sao lại bỏ ra ở giữa ban ngày ban mặt hai thằng đàn ông bắt làm một người phụ nữ như thế à? Chuyện của mày à mà mày xíu vào? Tao thích xíu đấy, có được không? Trông cô em cũng được đấy. Hay là để anh chiều em nhá. Mày lên. Đại ca cứu em. Mày được lắm mày. Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau. Cảm ơn cô. Kia chẳng phải là cô ấy sao? Đây. Mày giúp. Có dịp tôi cảm ơn cô sau nhá. Phương. Em còn nằm sau không? Phương, tỉnh lại đi. Phương, Phương. Anh đây, hay là để anh gọi xe cứu thương đưa em tới bệnh viện nhá. Không, em không muốn đâu. Em chỉ cần anh ở đây với em là được rồi. Thôi được rồi, anh sẽ ở đây với em. Không hiểu sao đấy anh ta gây sự gì mà giờ mình lại phải mua thuốc không biết. Anh không sao ạ? Tại sao cô lại đi lâu như vậy? Dạ, do đúng giờ tan tầm nên đường có hơi tắc. Anh cho cô ấy uống thuốc đi, theo đơn ghê của bác sĩ là được rồi ạ. Em xin phép. Rõ ràng cô ta chưa bị đánh cơ mà. Sao lại đi tập tễnh? À.
Xin chào mọi người, đây là Phương. Từ nay trở đi, Phương sẽ là trợ lý của tôi, sẽ cùng cô Trang quán xuyến mọi việc. Mọi người hãy giúp đỡ Phương nhé. Dạ, em chào mọi người, mong mọi người sẽ giúp đỡ em trong thời gian tới ạ. Chị là chị Trang phải không ạ? Đúng rồi. Em chào chị, chắc là em phải học hỏi chị nhiều, có gì chị giúp đỡ em với nhé. Cô Trang, các thông tin của khách hàng ấy, cô hãy bàn giao lại cho Phương làm việc nhé. Dạ vâng ạ. Để anh đưa em về chỗ làm việc. Chắc thôi anh ạ, chứ hôm nay mới đến làm mà anh lại cứ dìu em như thế, mọi người nhìn vào em khổ tâm lắm. Chân em đau thì anh giúp em, ai dám nói gì nào, đi. Dạ vâng. Thế nào rồi? Điều tra về hai tên đấy có kết quả gì chưa? Tốt lắm. Mày gửi địa chỉ cho chị là được rồi. Alo. Có một việc tôi cần cô giúp. Cô mà cũng cần tôi giúp sao? Chắc chuyện quan trọng lắm. Đương nhiên, việc khó mà những người trong giới như tôi không làm được thì mới cần đến khả năng nghiệp vụ của cô rồi. Lại đề cao tôi quá rồi. Có gì cô cứ nói đi, tôi sẽ giúp hết mình. Có một người tôi cần cô xác minh thân phận. Tôi nghi cô ta có mưu đồ nên chăm sự nhờ cô. Tôi sẽ gửi tên và thông tin của cô ta cho cô. Ok. Cảm ơn cô nhé. Hẹn gặp lại cô ở chỗ cũ. Thì tao không làm gì chúng mày cả. Không phải lo sợ. Có chuyện gì? Mày có mối quan hệ như thế nào với Sang thiếu gia? Kia đại ca, người ta hỏi đại ca đấy. Tao ra lệnh cho mày trả lời. Em có biết gì đâu, đại ca nhận lệnh từ hắn mà. Tao đến đây không phải để hai đứa chúng mày đùn đẩy nhau. Mất thời gian quá rồi đấy. Dạ em nói ạ. Anh có rảnh không? Mình tâm sự một chút nhá. Em ở nhà một mình buồn quá. Anh có thể từ chối sao? Em vào đi. Gia đình em phá sản, coi như mất hết. Hôm trước chính là bọn xiết nợ, chúng đi bắt em về làm gái. May quá, hôm đấy có anh không thì... Người em cần cảm ơn ấy không phải là anh, mà là cô gái đó. Cô gái đó... À đúng rồi, em cũng cần cảm ơn cô ấy. Anh có biết cô gái đó là ai không ạ? Anh không. À, nào, mình uống thêm nhá. Hôm nay không say không về. Cả ly. Anh làm sao cơ? Anh Dung. Anh lên đi. Thế này được chưa? Nhìn sexy hơn đi. Phải vờ như là bị chụp lén ấy.
Đổi dáng đi. Lại là mày à? Hả? Mày là con nào sao cứ phá đám trước của bọn tao ấy? Hả? Nó chính là đứa phá đám hôm em giả bị đánh ấy. Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là tao muốn điện thoại đó. Đừng có hoảng mơ nha. Chưa đi ngủ mà mày đã mất mơ sao? Lại còn mơ về mày nữa. Đúng là ác mộng. Vì thế nên tao sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Đừng trách tao chưa cảnh cáo. Mày mày. Cái này thì tao giúp nhầm người. Cái này thì mày đã phản bội anh ấy. Chúng mày còn bén mảng trước mặt tao thì không nhẹ tay như này đâu. Tao đếm đến ba, chúng mày phải biến ngay khỏi tầm mắt của tao. Một. Mày. Hai. Anh Trung. Sao cô lại ở đây? Phương đâu? Anh xem đi. Em nhận được một cuộc gọi từ một cô gái. Nói rằng anh bị Phương và Sang chia đều. Thực chất Phương là người tình của Sang. Cô ta tiếp cận anh để làm ra chuyện này. Sau đó cô ta sẽ tống tiền anh, hoặc đăng những tấm ảnh này lên để hạ giá cổ phiếu của công ty. Và đây là thông tin về Phương. Lâu rồi mới có dịp gặp nhau. Dạo này cô có nhờ vả gì tôi đâu mà có dịp để gặp nhau. Lần này tôi mang cho cô khá là nhiều thông tin thú vị đấy. Cô ả là một dân chơi thứ thiệt. Gia đình cũng chẳng phải phá sản gì. Bố mẹ cô ta đang sống ở nước ngoài. Cô ta được một đại gia chống lưng. Thế nên cuộc sống hàng ngày chỉ phải suy nghĩ đến việc ăn gì và chơi gì. Đúng là cô không bao giờ làm tôi thất vọng. Hẹn trả công sau. Công xá gì đâu. Thôi, tôi có một vụ án quan trọng. Tôi đi trước đây. Bye. Tôi đã bị cô ta lừa một lần. Vậy mà tôi vẫn tin cô ta. May mắn là chúng không đạt được mục đích là tốt rồi. Thôi, cũng muộn rồi. Em xin phép. Là cô ấy.